Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Thì hôm nay là sáng chủ nhật, Vi đi xem nhà cho khách. Sẵn tiện Vi muốn video căn nhà này cho anh chị em xem luôn. Căn nhà này cái giá là 250.000, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi, và diện tích là 2046 square feet. Và đây là xung quanh khu vực của căn nhà. Đường xá rộng rãi. Căn nhà này là cái căn nhà lầu. Nhìn mái nhà cũng mới. Ok, mình đi vào bên trong mình xem. Ở phía trước á, thì nó có cái mái hiên ở đây. Cái này hơi dơ, chỉ cần pressure wash thôi là sạch rồi. Cái siding nè. Rồi đi vào. Bước vào cửa là mình thấy cái cầu thang ở bên hông này. Đó. Phía bên trái á, sẽ là cái nhà bếp. Nhà này thì chưa có upgrade nên giá nó còn rẻ, có 250.000 thôi. Cũng có multiple offer. Và hôm nay là ngày deadline. Đó, nhà bếp có light ở dưới cái cabinet luôn nè. Mà hình như cái này là double oven luôn. Rồi microwave. Chỗ rửa chén ngay đây thì có thể nhìn ra được cái phòng khách nè. Đó. Rồi cái cửa này là đi ra cái garage. Đi ra garage bên hông đây. Rồi ngay đây là máy giặt máy sấy nè. Đó, hơi tối. Rồi, đây là không gian phòng khách đây. Cũng trần cũng cao. Nhìn nó thoáng lên. Đây, cánh cửa đi ra phía sau. Đó, mình đứng từ đây mình có thể nhìn thấy được nhà bếp bên kia. Đường đi lên trên. Rồi phòng khách ở đây. Ở phía sau là có cái master với lại cái half bed cho khách dùng. Ngay đây nè. Đó, rồi cái master ở đây. Thảm thì cũng còn ok chứ không có cũ lắm. Cái master. Có cái tub ở đây. Rồi toilet. Cái walk-in closet trong này. Rồi cái standing shower ở đây. Mình đi xem cái sân sau trước khi mình đi lên lầu ha. Đây là cái sân sau nè. Nhà này cũng được bốn mặt gạch xung quanh. Rồi mình đi lên lầu. Trên lầu nhìn xuống nè. Trần nhà khúc này cũng cao. Nhìn thoáng đó. Rồi mình đi lên lầu. Trên lầu thì có 3 phòng ngủ. Cái half bed ở bên này share. Đây phòng đầu tiên. Đó. Rồi cái cửa này là chắc là cái closet. Rồi một cái phòng thứ hai.
Phòng thứ ba ở đây. Nhìn ra sau. Cũng ok, giá 250 ngàn. Multiple offer.